Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn xem bản đồ KMZ của 63 tỉnh thành. Như hôm nay xem bản đồ của tỉnh An Giang nha. Tao làm An Phú rồi, giờ Quỳ Châu Thành nha. Đó, nhấp đồ vô. Đây, Quỳ Châu Thành đây. Nhìn tổng thể Quỳ Châu Thành, đa số là đất lúa không? Còn này đất nông cây hàng năm, đây cây hàng năm. Đây có khu đất ở nè, đất khu công nghiệp nè. Nói về tổng thể nha. Rồi, ta dùng thanh trượt nè, ta kéo xuống nhìn. Đó, ở đây có dọc cái con xong rồi nè, thấy không? Đó, thấy không? Khu dân cư ở đây này, ở dọc dọc đây có cái tuyến đường này nè. Còn đại đa số còn lại là đất lúa không các bạn? Đó, đất lúa không. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe. Rồi, chúc các bạn xem bản đồ quy hoạch nha.